Vâng thưa quý vị, tạm gác lại việc dạy và học, nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ các trường y khoa trên cả nước đã xung kích đến tuyến đầu chống dịch COVID-19. Chưa bao giờ chúng ta có thể cảm nhận rõ nét tinh thần đoàn kết giữa các địa phương để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh đến như vậy. Vâng, và với tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao, hơn 100 cán bộ y tế và sinh viên y khoa của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã xung phong tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ công tác khoanh vùng dập dịch cùng tỉnh bạn Phú Yên đẩy lùi dịch COVID-19. Nhà trường thì là một trường đào tạo nhân lực y tế, các thầy thuốc và các sinh viên là cán bộ y tế tương lai luôn ý thức được trách nhiệm của mình với công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho thầy và trò của nhà trường. Chính vì vậy trên trong suốt thời gian dịch vừa qua, nhà trường luôn luôn sẵn sàng là chia sẻ và đi bất cứ nơi đâu để tham gia công tác phòng chống dịch một cách có hiệu quả, góp phần vào chiến thắng đại dịch. Đà Nẵng từng là tâm dịch COVID-19. Những cán bộ và các bạn sinh viên này cũng từng tham gia hỗ trợ các y bác sĩ trong công tác dập dịch. Hơn ai hết, họ hiểu rõ được áp lực của lực lượng y tế nơi tâm dịch. Đây là lần đầu tiên mà em cùng với thầy cô và các bạn trong trường đi chi viện cho các bạn ở vùng tâm dịch. Trong tâm trạng em thì rất là khá là hồi hộp và em khá là lo lắng về cái việc mà mình có đóng góp được cho các tỉnh thành hay khác hay không. Nhưng mà dưới sự động viên của các thầy cô và các bạn trong trường thì em tin rằng là em và các bạn ở đây có thể góp được một phần nhỏ để có thể khống chế được dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành khác ở Việt Nam. Cái lần này đi lên đường thì trường đã bổ trợ cho tụi em rất là nhiều kiến thức và kỹ năng, thì tụi em cũng đã được tập huấn rất là kỹ càng về những cái công tác chuyên môn. Thì lần này đi thì em và cùng với nhiều bạn sinh viên khác của trường rất là hy vọng là mình có thể chung tay cùng với các tỉnh bạn đẩy lùi dịch bệnh. Cùng hướng về vùng dịch Phú Yên, hơn 100 cán bộ, y bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Hành trang họ mang theo không chỉ là tinh thần cống hiến sức trẻ, tri thức, mà đó còn là sự quyết tâm với niềm tin cùng lực lượng tuyến đầu trên cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Bản thân mình là một người bác sĩ thì khi nghe tiếng gọi để hỗ trợ chống dịch thì luôn luôn sẵn sàng. Mặc dù vợ mình cũng là bác sĩ, cũng là tham gia khám chữa bệnh ở một cái khoa chống dịch và vẫn là đang có con nhỏ. Nhưng mà gia đình và vợ vẫn ủng hộ. Với sự ủng hộ từ gia đình thì nó sẽ tạo cho tôi nguồn động lực rất là to lớn về phía hậu phương để tôi yên tâm để lên đường đi chống dịch. Một cái việc quan trọng hết sức là phải đảm bảo được cái sự an toàn cho cái đoàn tham gia. Và trên tinh thần đó thì đoàn đi cũng đã lập rất nhiều kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các em. Ngoài cái sự là các em muốn trải nghiệm cái kiến thức các em đã được học trong những năm trong ghế nhà trường, thì các em muốn thể hiện đóng góp cái sức trẻ của mình trong công tác phòng chống dịch với cả nước trên tinh thần kêu gọi của Thủ tướng như là chống dịch như chống giặc. Gác lại những riêng tư, với tinh thần tương thân tương ái cùng nhau vượt qua khó khăn lúc dịch bệnh, những tình nguyện viên này vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan chiến đấu, sẵn sàng lên đường chi viện cho các tỉnh thành khác ngay khi có lệnh điều động của Bộ Y tế.